Thưa quý vị và các bạn, huyện ủy núi Thành vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành bàn về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, huyện ủy núi Thành thông qua các tờ trình giới thiệu các chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân, phó chủ tịch hội đồng nhân dân và ba phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện núi Thành nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị cũng giới thiệu nhân sự các chức danh trưởng ban hội đồng nhân dân huyện và các thành viên ủy ban nhân dân huyện Nhiệm kỳ 2021-2026. Hầu hết các chức danh giới thiệu đều được đại biểu dự hội nghị thống nhất để kỳ họp lần thứ nhất. Hội đồng nhân dân huyện núi Thành khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức trong thời gian đến bầu các chức danh nói trên. 534 đại biểu trúng cử trong cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân huyện núi Thành khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23 tháng 5 vừa qua. Trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam ngày 6 tháng 6 năm 1941, ngày 6 tháng 6 năm 2021, lãnh đạo huyện Núi Thành đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các cụ cao tuổi trên địa bàn huyện Núi Thành. Có 12 cụ tuổi từ 90 đến 100 tuổi ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện được lãnh đạo huyện, các ban ngành đoàn thể của huyện đến thăm hỏi, động viên, tặng quà. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện ghi nhận biểu dương những đóng góp của người cao tuổi trong gương mẫu đi đầu thực hiện đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các phong trào, chương trình, các cuộc vận động cùng chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, trong đó có đóng góp của các cụ từ 90 đến 100 tuổi. Lãnh đạo huyện đề nghị các cấp các ngành chính quyền địa phương ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục quan tâm đến người cao tuổi để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, nêu cao tinh thần tuổi cao gương sáng. Hội đồng nhân dân xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp lần thứ nhất bầu các chức danh hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã Tam Anh Bắc khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu các chức danh chủ chốt hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp thông qua các nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường kỳ Hội đồng Nhân dân xã, số lượng ủy viên, cơ cấu thành phần các ban Hội đồng Nhân dân xã Tam Anh Bắc khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua tổ chức kỳ họp nhằm xây dựng, củng cố đội ngũ lãnh đạo xã Tam Anh Bắc, nhiệm kỳ 2021-2026, để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh xã Tam Anh Bắc, năm năm đến và xây dựng thành công xã Tam Anh Bắc đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Hội khuyến học cựu giáo chức huyện Núi Thành vừa tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vừa khó học tập. Buổi lễ đã trao 69 suất học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vừa khó học tập khá giỏi và đạt nhiều thành tích cao trong năm học 2020-2021 từ tiểu học đến trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Mỗi suất học bổng 1 triệu đồng, Buổi lễ cũng đã trao 14 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học tập khá giỏi. Mỗi chiếc xe đạp trị giá 1 triệu 500 ngàn đồng. Tổng số tiền trao học bổng trong đợt này là 92 triệu 500 ngàn đồng do bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Hương Núi Thành tại thành phố Hồ Chí Minh, vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm ở thành phố Hồ Chí Minh đóng góp để trao tặng học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học tập khá giỏi từ khối tiểu học đến trung học cơ sở trên địa bàn huyện Núi Thành. Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành vừa tổ chức hội nghị bàn về công tác quản lý người từ vùng dịch về địa bàn huyện Núi Thành và các biện pháp quản lý bãi tắm công cộng. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại lần thứ tư đến nay, huyện Núi Thành đã huy động cả hệ thống chính trị và người dân vào cuộc, nêu cao tinh thần chống dịch như chống giặc, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế, triển khai thực hiện tốt khai báo y tế, điều tra dịch tễ đối với các trường hợp về Núi Thành từ các địa phương khác, đặc biệt là từ thành phố Hồ Chí Minh, ra soát, truy vết theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế, thành lập và triển khai thực hiện tốt công tác cách ly tại khu cách ly tập trung trường trung học cơ sở Nguyễn Khuyến của xã Tam An Nam, thực hiện tốt an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các bãi tắm công cộng trên địa bàn huyện. Hội nghị dành nhiều thời gian bằng việc công tác tiếp tục quản lý người về từ vùng dịch và các bãi tắm công cộng trên địa bàn huyện Núi Thành, thông qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai sâu rộng khai báo y tế, hướng dẫn cài đặt phần mềm Bluezone, tăng cường quản lý phòng chống dịch Covid-19 tại các bãi tắm công cộng trên địa bàn huyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp về phòng chống dịch Covid-19. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam vừa trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà máy ấm công đoàn ở huyện Núi Thành. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam đã trao 40 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn Huỳnh Thị Trinh thuộc công đoàn công ty cổ phần may núi thành hiện đang ở thôn đông bình xã tam giang để xây dựng nhà máy ấm công đoàn trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà máy ấm công đoàn nằm trong chuỗi hoạt động nhân tháng công nhân tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2021 của liên đoàn lao động tỉnh quảng nam huyện núi thành duy trì và tham gia tổ chức tốt hoạt động kiểm soát phòng chống dịch covid 19 tại các chốt trên địa bàn huyện núi thành huyện núi thành nằm về phía nam của tỉnh giáp ranh với tỉnh quảng ngãi từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, huyện Núi Thành đã duy trì và tham gia tốt hoạt động kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại các chốt trên địa bàn huyện Núi Thành. Tham gia kiểm tra, giám sát người và phương tiện từ Quảng Ngãi vào địa bàn tại chốt kiểm soát giáp sỏi thuộc xã Tâm Nghĩa, chốt kiểm soát tại khu vực cầu Vòng Xuyến thuộc xã Tam Hiệp, kiểm tra lượng người và phương tiện trên đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi xuống huyện và huyện duy trì và tổ chức tốt hoạt động kiểm soát phòng chống dịch Covid-19. Tại chốt kiểm soát đặt tại tuyến đường ven biển thuộc xã Tâm Quang, kiểm tra người và phương tiện từ khu kinh tế dục quốc vào huyện. Tại ba chốt hàng ngày có đầy đủ lực lượng các ngành chức năng: công an, dân quân, y tế, đoàn viên thanh niên trực 24/24, trên /24, kiểm tra phương tiện lưu thông, thực hiện tốt kê khai y tế và đo thân nhiệt lượng người vào địa bàn huyện để phòng chống tốt dịch bệnh Covid-19. Tâm Giang, huyện Núi Thành được mùa, được giá mực những chuyến biển đầu năm 2021. Tam Giang là xã miền biển của huyện núi Thành có thế mạnh về đánh bắt hải sản, đặc biệt là nghề câu mực khơi. Xã có 47 tàu thuyền các loại, mỗi chiếc có công suất từ 90 đến hơn 1.000 cv. đa số hành nghề đánh bắt mực ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Từ đầu năm đến nay, người dân trong xã được mùa mực những chuyến biển đầu năm 2021 như tàu QNA 91417TX của anh Nguyễn Tấn Lực ở thôn Đông Bình, xã Tam Giang. Sau 2 tháng vườn khơi bám biển, câu được 22 tấn mực khô, vừa cập cảng cá An Hòa, ở thôn Đông Xuân bán với giá 142 triệu đồng trên một tấn mực khô, doanh thu hơn 3 tỷ đồng. Trừ các chi phí sản xuất, mỗi lao động đi tàu của anh có thu nhập bình quân 50 triệu đồng. Riêng gia đình anh Nguyễn Tấn Lực, chủ tàu thu về lãi sòng 750 triệu đồng. Nhiều tàu thuyền khác của xã Tam Giang cũng được mùa những chuyến biển đầu năm 2021. Các doanh nghiệp ở huyện Núi Thành triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để phòng chống tốt dịch COVID-19 bùng phát trở lại lần thứ tư, vừa sản xuất kinh doanh tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Mai Dư Thành ở cụm công nghiệp Trạng Tôn, khối 1 thị trấn Núi Thành triển khai nhiều biện pháp kích hoạt để phòng chống tốt dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Công ty luôn quan tâm đến bảo vệ môi trường làm việc, bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Trong phòng sản xuất, công ty thiết kế hệ thống quạt, điều hòa, thoáng mát có đầy đủ các tiện nghi cho công nhân làm việc, đem lại hiệu quả năng suất lao động cao. Từ sau dịch bệnh Covid-19 bùng phát lại lần thứ tư đến nay, các biện pháp vệ sinh phòng dịch đều được công ty áp dụng và duy trì. Công ty sử dụng phương pháp kích hoạt, tăng cường các biện pháp phòng chống như đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn cho công nhân trước khi vào làm việc để vừa đảm bảo tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống tốt dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Công ty tổ chức ăn trưa cho công nhân các khung giờ khác nhau và ngồi ăn giãn cách mỗi bàn hai người, có vách ngăn ở giữa, ăn xong quay trở lại nơi làm việc, đúng theo quy định vừa làm việc vừa phòng chống dịch Covid-19. Công ty thì thường xuyên là thực hiện nghiêm túc thêm nữa, tức là khẩn trương hơn và thường xuyên đọc những thông báo từ chỗ tỉnh hoặc là như thế nào để cho công nhân ý thức hơn. Còn riêng công ty dù là có dịch hay không dịch, mỗi buổi sáng công nhân tới đây đều có đo nhiệt độ đó là vẫn duy trì thường xuyên chưa bao giờ mà nghỉ. và luôn luôn công ty có sẵn một cái phòng gọi là ai mà công nhân bị sốt á thì mời vô cái phòng đó. Mình gọi là cái phòng gọi là săn sóc đặc biệt á. Khi có thông tin về diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 và chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành, Liên đoàn Lao động huyện Núi Thành đã triển khai các văn bản phòng chống dịch COVID-19 đến tất cả các công đoàn cơ sở, đặc biệt là 19 công đoàn ở các doanh nghiệp trên địa bàn huyện với hơn 2.000 đoàn viên. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện Núi Thành còn tư vấn, khuyến cáo, hỗ trợ phương tiện, vật tư để công đoàn, doanh nghiệp làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Đối với khối doanh nghiệp thì chúng tôi có cái tập trung từ xưa đến nay đó là chúng tôi vô ban hàng quý, chúng tôi vô ban riêng khối doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư nguyện vọng và đặc biệt cái đợt Covid này thì mặc dù là duy trì nó cũng chưa được thường xuyên nhưng mà thông công đoàn và chúng tôi chuyển tải tất cả các cái văn bản của tổng liên đoàn, của liên đoàn tỉnh Quảng Nam, rồi có hướng dẫn của liên đoàn Đoàn nguyện gửi cho tất cả công đoàn cơ sở để cho có điều kiện chúng ta tiếp cận và ở đây cũng thấy được cái thuận lợi là cái hệ thống âm thanh trong nội bộ của doanh nghiệp, đó. trong giờ an hay là trong cái công tác tuyên truyền này cũng rất là kịp thời và thông qua hệ thống đó thì cũng tạo nhận thức đầy đủ cho đoàn viên và người lao động nói chung thực hiện tốt với công tác phòng chống dịch Covid. Bên cạnh thực hiện tốt chỉ đạo của trên về phòng chống dịch, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện núi thành còn thực hiện tốt đồng bộ các biện pháp để vừa sản xuất kinh doanh tốt, vừa phòng chống tốt dịch Covid-19 bùng phát trở lại lần thứ tư. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình huyện núi thành phát trình sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.